chào quý vị và các bạn. Rất vui vì sau một tuần làm việc vất vả, chúng ta lại được gặp nhau trong chương trình Xe Hay. Và trong chương trình lần này thì khách mời của chúng ta sẽ là một đại diện nhỏ bé đến từ nước Anh. Nhưng trước khi bật mí cho các bạn vị khách mời của chúng ta là ai thì hãy cùng tôi điểm qua một vài thông tin chính trong chương trình ngày hôm nay. Khai trương showroom mini tại Hà Nội. Toyota Việt Nam ra mắt Fortuner và Innova thế hệ mới. Audi trình làng A7 phiên bản mới. Và đánh giá Mini Baker Street. Vừa qua, Euro Auto và Mini Châu Á chính thức khai trương phòng trưng bày Mini đầu tiên tại Hà Nội. Nằm tại địa chỉ 189 Nghi Tàm, Tây Hồ, Hà Nội, phòng trưng bày Mini có tổng diện tích là 337,83m2 với không gian trưng bày lên đến 9 xe, đi kèm khu vực dành riêng cho các sản phẩm Mini Lifestyle độc đáo và phụ kiện accessory cá tính. Showroom Mini Hà Nội được xây dựng dựa trên tiêu chuẩn nhận diện thương hiệu mới nhất của tập đoàn Mini trên toàn cầu. Nhằm hỗ trợ khách hàng sở hữu Mini trong điều kiện đường xá, địa hình chật hẹp tại Hà Nội, cũng như gặp khó khăn khi tìm kiếm bãi đỗ xe trong nội thành, dịch vụ hỗ trợ đỗ xe miễn phí 24/24 đã được Euroauto triển khai nhằm phục vụ khách hàng thông qua đường dây nóng 01234-336-888 24/24 giờ kể cả ngày lễ. Nhân viên của dịch vụ sẽ đến nhận và giao trả xe Mini chỉ trong ít phút mỗi khi khách hàng có nhu cầu. Về dịch vụ hậu mãi và bảo dưỡng, khách hàng sở hữu xe Mini sẽ được phục vụ tại trung tâm BMW Long Biên cách Mini Hà Nội khoảng 3,5 km. Trung tâm BMW Long Biên đáp ứng tiêu chuẩn 4S là bán hàng, dịch vụ, phụ tùng và hệ thống của tập đoàn BMW với quy mô xưởng tổng cộng 20 cầu nâng có thể đáp ứng nhu cầu sửa đến 1.000 xe trên một tháng. Ngoài ra, dịch vụ còn được kết hợp với trung tâm phụ tùng chính hãng và hệ thống kết nối toàn cầu của tập đoàn. Cũng trong sự kiện này, chiếc xe Mini Cooper S thế hệ mới cũng chính thức được giới thiệu với mức giá là 1.549.000.000 đồng. Chiếc Mini Cooper S được giới thiệu lần này đã được tăng kích thước chiều dài của xe lên thành 3.850mm. Điều này hứa hẹn sẽ mang lại cho người dùng sự thoải mái hơn khi ngồi bên trong xe. Phần đầu xe giữ nguyên nét đặc trưng độc đáo của Mini, bao gồm lưới tản nhiệt hình thang nhưng có kích thước lớn hơn, rõ rệt hơn. Cụm đèn pha của Mini Cooper S không chỉ được thiết kế mới, ấn tượng mà còn được trang bị các công nghệ tiên tiến như đèn LED và đèn pha bi xenon. Cùng với những thay đổi ở ngoại thất, nội thất của Mini Cooper S cũng có những điều chỉnh để phù hợp với người sử dụng. Cụ thể, bảng đồng hồ đo tốc độ đã được bố trí ngay sau vô lăng, chứ không còn nằm ở khu vực bảng điều khiển trung tâm. Điểm nổi bật nhất của Mini Cooper S thế hệ mới là động cơ Twin Power Turbo được chia sẻ từ hãng mẹ BMW. Dung tích động cơ cũng tăng từ 1.6 lít lên 2 lít, tạo ra sức mạnh 192 mã lực, trong khi phiên bản tiêu chuẩn dùng động cơ i4 1.6 lít này đã được thay bằng i3 1.5 lít turbo kép có sức mạnh 136 mã lực. Hai động cơ mới này cũng tiết kiệm nhiên liệu hơn khi chỉ tiêu thụ 4,9 lít trên 100 km cho bản tiêu chuẩn và 5,5 lít trên 100 km cho bản S. Trước mắt, tại phòng trưng bày của Mini mới được khai trương mới chỉ có phiên bản Cooper S. Bản tiêu chuẩn của chiếc xe này sẽ sớm xuất hiện trong thời gian tới. Giá bán của Mini Cooper bản thường là 1.379.000.000 đồng và Mini Cooper S là 1.549.000.000 đồng. Khách hàng có thể tùy chọn 11 màu sắc khác nhau cho chiếc xe của mình. Toyota Việt Nam vừa cho ra mắt hai mẫu xe mới là Innova 2014 và Fortuner TRD Sportivo 2014. Trong đó, Innova có 4 phiên bản bao gồm 2 phiên bản sử dụng hộp số sàn 5 cấp là Innova Z và Innova E có giá bán tương ứng là 683 triệu đồng và 710 triệu đồng. Trong khi 2 phiên bản sử dụng hộp số tự động 4 cấp là Innova G và Innova V có giá tương ứng là 751 triệu đồng và 817 triệu đồng. Về thiết kế, Innova 2014 được kế thừa sự lịch lãm và sang trọng của dòng xe sedan kết hợp với phong cách thể thao và tính tiện dụng của dòng xe đa dụng. Một số điểm nhấn ở ngoại thất của chiếc xe này là lưới tản nhiệt mở rộng, cản trước thể thao, cụm đèn pha sắc nét, đèn sương mù, cụm đèn sau và bộ la răng 10 chấu. Nội thất cũng được thiết kế sang trọng và tiện nghi hơn với các chi tiết bọc da, bảng đồng hồ thiết kế mới, hệ thống giải trí và điều hòa hiện đại. Xe được trang bị động cơ xăng dung tích 2 lít,
với hệ thống điều phối van biến thiên thông minh VTTI giúp tăng khả năng vận hành, tiết kiệm nhiên liệu và giảm thiểu lượng khí thải độc hại ra môi trường. Xe có 3 màu là xám, xám bạc và nâu vàng. Cùng ra mắt thị trường Việt Nam vào thời điểm này, Fortuner TRD Sportivo 2014 được trang bị động cơ xăng 2.7 lít, hệ dẫn động 2 cầu hoặc 1 cầu, thông số tự động 4 cấp. Phiên bản sử dụng hệ dẫn động 1 cầu có giá là 1 tỷ 009 triệu đồng, trong khi phiên bản dùng hệ dẫn động 2 cầu có giá là 1 tỷ 115 triệu đồng. Bộ body kit của Fortuner VTRD Sportivo gồm tấm ốp hướng chắn gió cản trước, tấm ốp hướng gió cản sau và cánh hướng gió đuôi xe. Bộ vành hợp kim 17 inch 6 chấu có thiết kế mới với hai tông màu tương phản. Xe được trang bị dàn âm thanh 6 loa, đầu đọc phía trước là loại CD một đĩa cho phiên bản một cầu và DVD cho phiên bản hai cầu, có thể kết nối với các thiết bị giải trí cầm tay thông qua cổng kết nối USB, AUX và Bluetooth. Công ty cổ phần ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam cũng vừa chính thức giới thiệu mẫu xe Santa Fe phiên bản đặc biệt 2014 với mức giá lần lượt là 1 tỷ 440 triệu đồng cho bảng máy xăng và 1 tỷ 431 triệu đồng cho bảng máy dầu. Ngoài những tính năng đã sẵn có trên Hyundai Santa Fe 2013, phiên bản đặc biệt 2014 của chiếc xe này sẽ được bổ sung thêm các trang bị vượt trội như hệ dẫn động 4 bánh cho bảng máy xăng, cửa sổ trời panorama, đèn pha HID, túi khí rèm, vành la răng 19 inch, phanh tay điện tử, hàng ghế trước chỉnh điện và sưởi ấm. Phiên bản đặc biệt 2014 của Hyundai Santa Fe vẫn cung cấp cho người tiêu dùng hai lựa chọn ở động cơ, bao gồm động cơ Zeta 2 i4 2.4 lít MPI công suất 174 mã lực và động cơ R 2.2 lít EVGT với công suất 194 mã lực. Cả hai phiên bản đều sử dụng hộp số tự động 6 cấp. Cùng với những trang bị an toàn tiêu chuẩn như hệ thống hỗ trợ đổ đèo DBC, hệ thống kiểm soát lực kéo TCS, hệ thống phân bổ lực phanh điện tử EBD, hệ thống chống bó cứng phanh ABS và hệ thống cân bằng điện tử ESC giúp ổn định xe khi vào cua hay phanh gấp, Santa Fe phiên bản đặc biệt 2014 còn được bổ sung với 6 túi khí thay vì 2 túi khí như ở phiên bản 2013. Santa Fe phiên bản đặc biệt 2014 hiện đã có mặt tại tất cả các đại lý ủy quyền của Hyundai Thành Công trên toàn quốc. Khách hàng khi mua chiếc xe này sẽ được tặng một dàn âm thanh Blu-ray Sony 3D và một TV LED 3D Sharp 52 inch, tổng giá trị lên tới 50 triệu đồng. Khách hàng có thể nhận quà tặng khuyến mại hoặc quy đổi trừ vào giá xe. Ngoài ra, cũng trong dịp hè này, Hyundai Thành Công đưa ra chương trình khuyến mại đón xe chào hè khám phá Seoul dành cho khách hàng mua xe Avante, Elantra và Accent tại hệ thống đại lý ủy quyền của Hyundai Thành Công trên toàn quốc. Theo đó, từ ngày 12 tháng 5 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2014, khách hàng mua một trong 3 mẫu xe kể trên sẽ nhận được một cơ hội bốc thăm trúng thưởng với giải đặc biệt là chuyến du lịch Hàn Quốc cho 2 người trị giá 45 triệu đồng và những giải thưởng có giá trị khác. Câu lạc bộ Vespa Hà Nội vừa tổ chức họp báo công bố chuyến phượt châu Âu với hành trình 24 ngày bắt đầu từ 30 tháng 5 đến 24 tháng 6, đi qua 4 quốc gia, xuất phát từ Ý đến Pháp, Đức và cuối cùng là Thụy Sĩ, rồi sẽ quay trở lại Ý. Có thể nói đây là chuyến đi lịch sử của câu lạc bộ với mục đích giao lưu văn hóa và kết nối những người có chung niềm đam mê Vespa. Những thành viên trong câu lạc bộ đã phải mất gần 2 năm để chuẩn bị và hoàn thành các thủ tục cần thiết để có thể thực hiện chuyến phượt châu Âu bằng xe máy này. Ông Messina, phó chủ tịch câu lạc bộ Vespa thế giới, cũng đã truyền lại nhiều kinh nghiệm và những thông tin hữu ích để các thành viên có được một chuyến phượt châu Âu trọn vẹn hơn. Trong số gần 10 chiếc xe tham gia hành trình phượt có sự xuất hiện của Vespa PX, Sprint và cả mẫu Sprint 3VIE thế hệ mới vừa được ra mắt ít lâu. Đây cũng là một cơ hội để những tín đồ Vespa tại Việt Nam có dịp kiểm chứng sự bền bỉ của sản phẩm này. Hãng sản xuất xe đến từ nước Đức Audi cũng vừa công bố hình ảnh chính thức của chiếc A7 phiên bản mới. Theo đó, Audi có một số thay đổi về hình thức với xe A7 và S7 Sportback như cản trước mới tích hợp hai hớp hút gió kép, lưới tản nhiệt hình thang, khung đơn đặc trưng của Audi, đèn pha LED góc cạnh hơn. Phần sau xe cũng có một số nét mới nhưng ít hơn, gồm đèn hậu mới và ống xả dài hơn, cùng hệ thống cản sau nâng cấp. Bên cạnh đó,
Audi cũng cung cấp tùy chọn hệ thống đèn Matrix LED với khả năng chiếu sáng cao hơn và sử dụng cảm biến để tự động tắt đèn LED chiếu vào xe khi ngược chiều nhằm chống chói. Hệ thống này còn có chức năng cảnh báo khi có vật cản phía trước. Nội thất cũng có một số nâng cấp với vật liệu gỗ óc chó Beaufort, nhôm và da Vulcana. Bên cạnh đó, khách hàng có thể lựa chọn 5 màu ghế. Hệ thống thông tin giải trí được nâng cấp với giao diện MMI của Audi, gồm màn hình cảm ứng và kết nối LTE. Tại thị trường châu Âu, xe Audi A7 Sportback 2015 được trang bị 2 bản động cơ xăng và 3 bản động cơ diesel, có công suất từ 218 mã lực đến 333 mã lực. Phiên bản tiết kiệm nhiên liệu nhất là động cơ V6 3.0 lít TDI, sản sinh công suất 218 mã lực, kết hợp hộp số 7 cấp liên hợp kép và hệ dẫn động cầu trước. Xe có mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình theo tiêu chuẩn đường thử tại châu Âu chỉ 4,7 lít trên 100 km. Với xe Audi S7 Sportback 2015, động cơ V8 4.0 TFSI sản sinh công suất 450 mã lực, tăng 30 mã lực so với chiếc xe đời cũ, đi kèm hộp số 7 tốc độ liên hợp kép và hệ dẫn động 4 bánh Quattro của Audi. Chiếc xe có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h chỉ trong vòng 4 giây. Đặc biệt, xe Audi S7 Sportback 2015 được trang bị công nghệ ngắt xi lanh động cơ khi tải thấp, giúp giảm mức tiêu thụ nhiên liệu. Audi cho biết, phiên bản mới 2015 của hai mẫu A7 và S7 Sportback sẽ chính thức xuất hiện trên thị trường ngay trong mùa hè năm nay. Tại Đức, xe Audi A7 Sportback 2015 có giá bán là 51.300 euro, tương đương với 70.178 đô la Mỹ. Còn xe S7 Sportback 2015 có giá 82.300 euro, tương đương với 112.600 đô la Mỹ. Vâng, như đã hứa từ đầu chương trình thì hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một vị khách mời đến từ nước Anh. Đó chính là chiếc Mini Cooper phiên bản Baker Street. Có lẽ thương hiệu Mini Cooper là một thương hiệu mà ít thay đổi vẻ bề ngoài nhất. Từ xưa đến nay thì kiểu dáng của Mini vẫn một kiểu dáng nhỏ nhắn với những chi tiết được vuốt tròn lại. Và đặc trưng của xe Mini đó chính là hai sọc ở trên nắp capo mà hầu hết những chiếc xe ngày nay chúng ta đều có thể bắt gặp. Chính hai sọc kẻ này đã làm cho chiếc Mini Cooper không thể lẫn với bất kỳ chiếc xe nào khác. Những viền mạ chrome cỡ lớn quanh phần đèn pha và lưới tản nhiệt tạo cảm giác chắc chắn và khỏe khoắn cho một thân hình nhỏ bé. Mini Cooper Baker Street được trang bị động cơ i4 dung tích 1.6 lít, dẫn động cầu trước, công suất 120 mã lực. Tại vòng tour 6.000 vòng phút, mô men xoắn đạt 155 Nm tại 4.250 vòng phút, đi kèm với hộp số tự động 6 cấp. Theo công bố của nhà sản xuất, thời gian tăng tốc của xe từ 0 lên 100 km/h mất 10,4 giây, tốc độ tối đa đạt 190 km/h cùng mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ 6,7 lít trên 100 km đường hỗn hợp. Trên phiên bản tiêu chuẩn thì Mini được trang bị bộ vành 16 inch và được sơn màu đen, trông cũng tương đối là khỏe khoắn, nhưng với tôi thì tôi ưa bộ vành lớn hơn, và đó cũng là một option mà các bạn có thể lựa chọn khi mua chiếc xe này. Và đặc biệt là bộ lốp của bất kỳ chiếc xe Mini nào đều được trang bị lốp run flat. Các bạn sẽ không hề lo lắng khi mà gặp phải đinh đâm hay là xỉn lốp, các bạn vẫn có thể đi được đến gara để sửa chữa. Bộ vành xe 16 inch này được chế tạo từ vật liệu siêu nhẹ và được sơn màu đen, trông rất hợp với bộ cánh màu trắng sữa của Mini Baker Street. Gương chiếu hậu cũng được phủ màu đen này tạo điểm nhấn trên phần thân xe, điều mà chúng ta thường gặp trên các dòng xe Mini. Ở phần hông xe được tô điểm thêm một phần G gắn tên phiên bản chiếc xe Baker Street cùng với đèn xi nhan, trông rất là cá tính. Phần cửa xe của Mini không có viền ốp kính. Đây là thiết kế đặc trưng của hầu hết những chiếc xe thể thao. Chiếc cửa được thiết kế rất chắc chắn và còn có cảm giác hơi nặng khi mở ra.
Mặc dù tất cả những chi tiết trên xe mini đều được tròn hóa từ đèn cho đến gương, nhưng những nét thiết kế tổng thể của chiếc xe này thì lại xuất phát từ 3 đường kẻ. 1, 2 và 3 ở phía dưới, tạo cho chiếc xe nhỏ trở nên khỏe khoắn và chắc chắn hơn. Phần thiết kế này cũng giúp cho chiếc xe có một góc nhìn thoáng hơn cho cả người ngồi trước và người ngồi sau. Các trụ ABC đều được sơn màu đen kết hợp với đường viền chrome ốp xung quanh kính, làm tăng thêm phần khỏe mạnh cho chiếc xe nhỏ. Ở phần đuôi xe của Mini Cooper cũng được thiết kế khá là đơn giản và gọn gàng, với những phần đèn hậu cũng được vuốt bo tròn. Và các bạn có thể thấy là ở phần buttersock phía sau được trang bị 4 cảm biến lùi. Tuy nhiên rất tiếc là phiên bản tiêu chuẩn của Mini Cooper lại không được trang bị camera lùi gắn ở đây. Nhưng trong thời gian này, nếu như các bạn mua chiếc Mini phiên bản Baker Street, các bạn sẽ được tặng một gói option, đó là camera lùi, hoặc là trang bị phần sơn tùy chọn cho ngoại thất của xe, hoặc là phần trang bị âm thanh cao cấp cho nội thất của xe. Đuôi xe được thiết kế khá đơn giản, với khối đèn hậu hình thang cũng được bò tròn các góc. Đèn lùi lại được tách biệt, nằm giữa ba đợt sóc sau gần cụm cảm biến lùi. Mặc dù là một chiếc xe được thiết kế với kích thước khá nhỏ, nhưng mà Mini vẫn chừa ra một khoảng để tài xế có thể để những đồ dụng cá nhân ở trên xe, cũng rất là thoải mái. Và nếu như các bạn muốn tăng thể tích cho khoang chứa đồ này thì rất là đơn giản, các bạn chỉ gạt nút này lên và hàng ghế sau sẽ tự động gập xuống để tăng thể tích cho khoang chứa đồ. Với một thao tác rất đơn giản, chiếc Mini bỗng dưng có một khoang chứa đồ rộng rãi, giúp bạn có thể mang theo nhiều vật dụng khi cần thiết. Đây không phải là lợi thế của chiếc xe cỡ nhỏ, nhưng lại là một tiện ích cần có trên xe. Nội thất của chiếc Mini này tương đối là nhỏ, nhưng mà khi mà vào trong thì các bạn có thể thấy là không thiếu một chi tiết nào cả. Từ tựa để tay cho đến là vô lăng có thể gập gù và chỉnh theo 4 hướng. Và có thể thấy là trên vô lăng cũng được trang bị một số những chức năng như là gọi điện thoại, ra lệnh giọng nói, điều khiển menu và chức năng ga tự động. Ngoài ra thì có thể để ý thấy là ghế ngồi của Mini Cooper phiên bản tiêu chuẩn này được trang bị là ghế da và nỉ và ôm sát vào người, ngồi cũng rất là êm và thoải mái. Màn hình chính thì sẽ hiển thị cùng với đồng hồ công tơ mét, nhưng đồng hồ công tơ mét lại không được đặt ở ngay sau vô lăng mà lại được đặt ở giữa, và màn hình chính ở đây cũng nằm nhỏ gọn ngay phần bên trong, cũng rất là tiện cho một chiếc xe nhỏ. Và hầu hết những chi tiết nhỏ ở trên Mini Cooper đều được thiết kế theo hình tròn và có thể nói là trông rất là đáng yêu. Để vào được hàng ghế sau thì các bạn sẽ phải gập hàng ghế trước lại và phải treo ra đằng sau như thế này. Kéo ghế lại. Và tuy là một chiếc xe nhỏ nhưng mà ngồi ở hàng ghế sau, nếu như người đằng trước không quá đẩy ghế bên phía sau thì tôi vẫn còn có thể ngồi được và không chạm đầu gối vào ghế phía trước. Tuy nhiên là cũng cảm giác là hơi chật, và bất tiện nhất là khi chui từ ngoài vào trong và từ trong ra ngoài, phải gập ghế lại và phải cúi đầu xuống, hơi bất tiện một chút. Thông thường những chiếc xe cỡ nhỏ và trần thấp như thế này thì chúng ta sẽ nghĩ rằng ngồi vào khoang lái, góc nhìn về phía trước sẽ bị hạn chế. Tuy nhiên khi mà tôi trực tiếp ngồi trên khoang lái của Mini thì cảm thấy phía trước nhìn rất là thoáng và dễ dàng. Hai bên gương mặc dù nhỏ nhưng quan sát cũng rất là tốt. Và chiếc xe nhỏ gọn thì chúng ta làm chủ toàn bộ chiếc xe như thế này cũng rất là dễ dàng. Bạn sẽ không cần phải lo lắng khi mà chúng ta đi trong thành phố gặp những đoạn đường đông hay là tắc đường, những đoạn đường nhỏ. Chiếc xe Mini có khả năng luồn lách rất là dễ dàng. Và khi cần thì chỉ cần nhích ga lên một phát
là Mini lao thẳng về phía trước. Mặc dù động cơ chỉ được trang bị 1.6 lít và 120 mã lực thôi, thế nhưng mà khi ga đến đâu là bạn sẽ biết đến đấy ngay. Bởi vì khi ga nó không, tôi cảm giác nó không có cái độ trễ của chân ga. Khi bạn ấn một phát là chiếc xe bắt đầu dướn về phía trước, như khi chúng ta đi xe máy ở số nhỏ vậy. Chỉ cần nhích ga lên là chiếc xe lao về phía trước. Khả năng cách âm của Mini thì không thực sự tốt so với những dòng xe khác, bởi vì cánh cửa của Mini không có viền cho phần kính. Nhưng mà cũng không sao hết, bởi vì đây là một thiết kế thể thao cho nên chúng ta cũng phải hy sinh một phần. Và khi mà chúng ta tăng tốc lên thì cái tiếng ống xả của Mini dội vào khoang xe nghe rất là nốc giận. Nó gầm gầm như những dòng xe thể thao vậy. Rất là ấn tượng. Được thiết kế để cho người lái có một trải nghiệm lái tốt nhất, cho nên là vô lăng của Mini cầm rất là thích. Chất liệu da cầm rất là thật tay. Và ở trên vô lăng còn thiết kế những điểm G nhô lên để khi lái chúng ta không bị trượt và có cảm giác an toàn hơn. Tôi rất thích chiếc vô lăng này, rất vừa vặn. We'll be right back.